Xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, hiện nay tôi lại có mặt ở chợ phiên Quảng Uyên, Quảng Hòa, Cao Bằng. Hôm nay là ngày 26 tháng Chạp, là phiên chợ cuối cùng trong năm. Bà con ở đây gọi là chợ Tết, nên họ đi mua sắm phục vụ Tết rất là đông. Nói chung là chợ hôm nay chắc chắn rất là đông vui nhộn nhịp các bạn nhé. Ngay bây giờ tôi sẽ đi vào bên trong chợ, gọi là đi quay phim những hình ảnh bà con mua sắm, những hình ảnh bà con mua sắm, trao đổi hàng hóa để mà chia sẻ với các bạn nhé. Trước mặt chúng ta đây là khu vực bán gia cầm, chủ yếu là gà vịt. Hôm nay họ bán gà vịt rất là nhiều. Bình thường họ còn bán trâu bò ở khu vực này, tuy nhiên hôm nay là ngày Tết nên họ không bán trâu bò. Ngược lại họ đem gà vịt ra bán ở đây rất là nhiều. Rất là nhiều, rất là đông các bạn nhé. Đó. Chú ơi, cho hỏi một chút là mọi phiên chợ ở đây có bán trâu bò mà có phải chuyển đến nơi khác hay là hôm nay chợ Tết họ không bán? Chợ Tết là họ không bán thôi nhỉ? Vâng. Vâng, cháu cũng nghĩ là chợ Tết. Vì cháu cũng sợ là không chắc chắn hay là họ bán ở đâu trên kia đây. À dạ vâng ạ, cháu cảm ơn cô ạ. Dạ vâng. Chợ Tết họ không bán trâu bò. Vì giáp Tết rồi. Họ bán gà vịt thôi. Đó. Thôi đi vòng ở bên trong các bạn nhá. Đây chủ yếu là khu vực bán gia súc gia cầm thôi. Hai con mèo đáng yêu ghê. Hai con mèo con. Dạ vâng. Và lang thang đi vào bên trong chợ các bạn nhé. Hiện tại tầm 10 giờ rồi, 10 giờ bà con tan chợ rồi, bà con đi chợ sớm mà. Ở chợ phiên vùng quê, vùng cao như thế này, bà con đi chợ sớm lắm, 5 giờ họ đã đi rồi và tầm 6 giờ đến chợ, 7, 8 giờ là họ mua sắm, đợi hết đồ, đủ đồ và họ về rồi. Chợ tương đối vắng khách rồi. Ván này. Đó. Một bàn mía này. Đó. Mía ở đây rất là ngọt. Mía ở đây ngọt lắm. Để đảm bảo tất cả các loại giấy tờ không bị trục lát, chúng tôi chưa hành giấy chứng minh nhân dân, giấy bằng lái xe, giấy đăng ký xe, giấy giấy khai sinh, giấy sổ đỏ. Nhưng mà chúng ta đây là khu vực bán rau xanh các bạn nhé. Rau xanh, rau sống rất là nhiều. Ở đây có những sản phẩm địa phương được bán ở đây này. Bồ kết, có hương phía tháp các bạn nhé, hương phía tháp. Đấy, có giấy bản này, giấy bản quốc dân này. Ở những cái thế cây, những cái củ gọi là củ rừng ấy, họ khai thác ở rừng về, thế cây củ rừng gì đấy, cây thuốc rất là nhiều, vải của người Nùng, dao của người Nùng, nông cụ người Nùng, thuốc sen, Quảng Hòa, Cao Bằng. Ở đây có bánh khẩu si, bánh khảo bán ở đây. Bán khẩu si, bánh khảo, bánh vừng đấy, táo. Đây, bánh kẹo ngọt. Bán theo cân các bạn nhé. Loại này bán theo cân. Táo. Mứt. Nhiều lắm.
đó, nguyên đồ ngọt, bánh kẹo rất là nhiều, khẩu xi này, có miến này, bánh nướng Hà Lan của Nguyên trong cái kìa, những hình ảnh rất là đẹp. Đây có chám đen các bạn ơi, chám đen Cao Bằng đó. Chám là một trong những cái mặt hàng gọi là đặc sản đặc trưng của Cao Bằng, chám đen đó. Chám này được bà con làm sạch rồi đấy, đem về chỉ biết chế biến thôi. Cô ơi, khoảng bao nhiêu tiền một lạng hả cô? 10.000, 100.000 một cân các bạn nhé, 10.000 một lạng đó. Chám Cao Bằng rất là ngon, trồng ở bên Thạch An và Phục Hòa nhiều các bạn nhé. Đó. Này, ở đây bên này có hạt rẻ các bạn ơi. Đây, có một lô hạt rẻ này, loại này hạt hơi nhỏ. Hạt rẻ, bưởi, hoa quả nhiều lắm. Táo, hoa quả nhiều. Này, ừ. Sang bên này. Bánh trái, những cửa hàng bán bánh trái với bánh kẹo với hoa quả ấy, bà con mua rất là đông. Rau xanh này, gừng này. Đó. Lá đỗ này. Nấm. Rau củ quả. Tôi quen nói từ cỏ vào rồi, rau củ quả nhiều lắm. Những cây quất xinh xinh này các bạn nhé, những cây quất này đó, nhỏ nhỏ xinh xinh đáng yêu này. Sang bên này tiếp các bạn nhé. Bánh trái. Đó. Ở đây có cam bán rất là nhiều, một xe tô cam luôn, cam quyết đi. Rồi các anh nha, đắt hàng. Dạ. Rất là nhiều các bạn nhá. Quay một chút vậy. Rất là nhiều cam luôn này. Một ô tô cam luôn. Cam này từ đâu chuyển đến hả anh? Hàm Yên này. À, Hàm Yên ở Tuyên Quang hả anh? Vâng, vâng. Rồi em chúc anh đắt hàng. Nhiều cam các bạn ạ. Đây là một con đường, là đường chính đi vào trong chợ. Con đường này khá là rộng đấy. Hai bên lề đường họ bán rau quả rất là nhiều. Đó. Tiếp tục đi theo con đường này các bạn nhé, để mà chia sẻ với các bạn. Rau rất là nhiều. Rau cải rất là đẹp các bạn ạ nhá. Khoai tây, súp lơ, bó súp lơ rất là to. Ôi dồi. Bà ơi, hôm nay bán được nhiều không bà ơi? Dạ. 15.000 một bông ạ. Ôi, bông to nhỉ, mình chăm sóc được tốt lắm nhỉ. Ôi, hôm nay bán được nhiều không?
Thế thôi à, có nhiều mà nhỉ, có nhiều người bán lắm. Mình bán nhưng mà nhiều người mua rồi, một lúc bà bán hết ạ. Vâng, chúc bà bán hết. Vâng. Cam quýt đó ở Cao Bằng có quýt Trương Vương và quýt ở Trà Lĩnh ngon nổi tiếng. Đây. Xe đậu phụ này, đó, miếng đậu phụ của nguyên Cao Bằng các bạn nhé. Đậu phụ Cao Bằng thơm ngon lắm. Bao nhiêu tiền một miếng à bà? Bán theo cân hay bán theo miếng à? 5.000 một miếng. 5.000 một miếng à? Dạ. À, và hôm nay thì đắt hàng đấy bà nhỉ? Ừ, đắt hàng lắm. Chờ Tết mà, chờ Tết mà cái nào cũng đắt hàng, mặt hàng nào cũng đắt hàng. Dạ. Để chúc bà đắt hàng à? Đúng rồi ạ. À. À. Đây lá rong các bạn nhé. Và những cây gọi là vạn tuế à, trang trí Tết này. Chuối. Rồi. Tiếp tục vòng ngược lại các bạn ơi. Hết hết khu vực bán hàng nông sản rồi. Rồi tiếp tục vòng ngược lại sang bên này. Đi thêm một chút. Quay một chút nữa chia sẻ với các bạn xem có mặt hàng nào mới mới các bạn nhé. Đó, rau Âu này. Đấy, rau Âu. Rất là nhiều chuối. Hành trái. Dạ. Nhiều rau thế nhỉ? Tôi cháu quay để mọi người biết đến cô bán rau xong đến mua với cô thôi ạ. Cháu chúc cô đưa hàng nhá. Đưa đưa hàng à. Và cháu đi rau một chút ạ. Chờ Tết vui quá. Đó. Gừng cây vạn tuế à, dạ. Trang trí ngày Tết à, đón lộc đầu năm rất là may mắn cây này có nhở, dạ. Đấy, nhiều nhiều lắm nhiều. Đỗ Hà Lan. Tiếp tục vòng theo hướng này và chuẩn bị đi ra về các bạn nha. Nói chung đây là những cái mặt hàng tôi vừa quay xong là những cái mặt hàng phổ thông nhất, phổ biến nhất thôi. Người dân
đem ra chợ bán, trao đổi mua bán, mua sắm phục vụ cho những ngày Tết. Đó. Đây, bánh trái. Ngoài kia là thịt lợn này. Đó. Đây. Những miếng thịt lợn rất là tươi ngon. Đó. Kiểu ngáo. Vâng. Các bạn nhé, nhìn miếng thịt lợn này. Lại tiếp tục hoa quả rồi. Có quá người một tí chị nhé. Em ơi, hôm vừa rồi livestream một lần, hôm nay phải livestream lại thịt lợn lên. Anh bán hết chưa? Bán hết chưa anh? Bán hết chưa anh? Chưa. Hôm nay bán được nhiều mới phải chứ ạ? Nhờ. Vâng. Vâng. Thôi một lúc nữa hết anh ạ. Vâng, em cho anh đa hàng nhá. Dạ vâng. Dạ vâng. Vâng. Mấy năm vâng. Vâng. Đây quán phở đây. Ăn phở luôn. Các bạn ơi, tôi sẽ vào quán này ăn phở các bạn nhá. Thôi thì đi hết một vòng rồi, tôi ăn phở đây. Rất là muốn quay một video về phở chia sẻ với các bạn nhưng mà xem khách hơi vắng vắng chẳng biết thế nào thôi. Ăn phở đã, cảm ơn các bạn nhiều nha. Chào các bạn, bye bye.